Chiếc máy vắt cam này tiện lợi và đáng tiền hơn là những chiếc máy vắt cam hiện nay trên thị trường là ở chỗ. Ở trên thân máy được tích hợp thêm một cần gạt đòn bẩy. Cần gạt được bọc mềm êm ái, chỉ cần đặt nửa quả cam vào đầu vắt rồi dùng lực ấn xuống một tí là đã có ngay ly nước cam thơm ngon rồi. Có lợi cho sức khỏe của mỗi người như thế nào thì chắc là chúng ta đều biết rồi đúng không? Nhưng mà để lựa chọn giữa nước cam đóng chai và nước cam tươi thì mọi người sẽ chọn loại nào? Nghe tới đây thì chắc là sẽ có nhiều người chọn phương án đầu tiên đúng không? Bởi vì để pha ra được một ly nước cam thì chúng ta phải vắt từng quả rồi gạt hạt ra nữa. Trời ơi, nghĩ thôi là đã cũng đủ thấy nhức đầu rồi. Nhưng mà với chiếc máy vắt cam này của Lock & Lock thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Không giống như là những chiếc máy vắt cam chạy bằng cơm, chiếc máy vắt cam này của Lock & Lock sử dụng động cơ có công suất là 85W để xoay đầu vắt. Và việc của chúng ta cần làm chỉ là cắt đôi quả cam ra, bỏ lên đầu vắt và gạt cần xuống thôi. Chiếc máy vắt cam Lock & Lock này có kích thước khá nhỏ gọn, một phần cũng nhờ vào thiết kế. Thay vì là hình trụ thông thường như các hãng khác, Lock & Lock đã thiết kế máy theo đường cong, làm cho máy trở nên gọn gàng và có tính thẩm mỹ hơn. Phần thân của máy được làm từ chất liệu nhựa ABS, vừa bền bỉ lại còn vừa dễ lau chùi. Còn phần đế thì được thiết kế với bề mặt tiếp xúc rộng, cộng thêm là có viền cao su chống trượt nữa. Cho nên, dù được thiết kế đầu to, thân nhỏ nhưng mà máy vẫn đứng rất vững. Máy sẽ gồm các bộ phận là thân máy, khay chứa, khay lọc, đầu vắt nhỏ, đầu vắt lớn. Ngoài ra thì có một khay lọc bằng nhựa nữa đi kèm, có thể xoay lưới để điều chỉnh lượng tép cam rơi xuống. Chiếc máy vắt cam này tiện lợi và đáng tiền hơn là những chiếc máy vắt cam hiện nay trên thị trường là ở chỗ. Ở trên thân máy được tích hợp thêm một cần gạt đòn bẩy. Cần gạt được bọc mềm êm ái, chỉ cần đặt nửa quả cam vào đầu vắt rồi dùng lực ấn xuống một tí là đã có ngay ly nước cam thơm ngon rồi. Với chiếc cần gạt này thì chúng ta sẽ không cần phải trực tiếp dùng tay để ấn cam vào đầu vắt nữa, vừa tốn sức lại còn vừa đau tay. Tiện nhất là tay mình hoàn toàn khô ráo, không có bị dính bẩn mà vẫn có một ly nước cam thơm ngon để uống, lại còn hợp vệ sinh nữa chứ. Khả năng vắt của chiếc máy này theo mình đánh giá là khá tốt, phần vỏ cam còn lại hầu như đã được vắt kiệt. Chúng ta có thể thay đổi hai đầu vắt lớn nhỏ tùy thuộc vào kích thước các loại quả. Vì ngoài cam ra thì chiếc máy này còn có thể sử dụng để vắt các loại cùng họ khác như là quýt, chanh. Phần đầu vắt có thiết kế khá thông minh, khi có hai phần nhựa thừa ra, mình tạm gọi đây là hai cánh tay đi ha. Khi đầu vắt xoay thì hai cánh tay này cũng xoay theo, giúp gạt các phần bã hạt lên rìa của khay lọc, tránh hiện tượng tắc nghẽn các khe dẫn nước. Nhờ vậy mà phần bã và hạt thì vẫn được giữ lại, còn các tép cam nhỏ hơn thì lọt được xuống bên dưới, nên khi uống thì còn có cả tép nha. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh lượng tép cam theo sở thích của mình, với khay lọc nhựa có thể điều chỉnh khoảng cách của các khe này. Ngoài ra khi trải nghiệm mình có cố tình dùng lực hơi mạnh một tí để thử xem là nước cam có bị đắng do tinh dầu từ vỏ tiết ra hay không, thì kết quả là vị đắng thì cũng có đó, nhưng mà chỉ thoang thoảng thôi, không ảnh hưởng tới chất lượng của nước cam. Lý do có thể là vì khi sử dụng cần gạt thì vỏ cam của chúng ta không bị bóp, không bị vò nát giống như là khi mà mình vắt bằng tay. Nhờ đó mà lượng tinh dầu tiết ra từ vỏ cam cũng không có đáng kể. Tuy nhiên có một lưu ý nho nhỏ mà Quỳnh muốn nhắn nhủ với các bạn, đó là do sử dụng cần gạt để cố định và vắt cam, cho nên là mình sẽ không thể nào thay đổi được hướng cũng như là lực vắt như mong muốn. Vì thế đôi lúc có trường hợp phần cam khi ấn xuống sẽ bị lệch, dẫn đến không được vắt đều, nên chúng ta phải nhấc lên để điều chỉnh một tí, cũng không tốn quá nhiều công sức đâu. Phần vòi của máy được thiết kế theo dạng mỏ vịt, giúp nước cam chảy đều xuống ly, còn có khóa chống rò rỉ nhỏ giọt, chỉ cần gạt vòi lên là nước sẽ được chặn lại. Dung tích của khay chứa mình ước chừng khoảng 300ml thì mực nước sẽ xấp xỉ với khay lọc. Nhưng với phần vòi có thể lấy nước trực tiếp khi ép thì thật ra dung tích của khay chứa lớn hay nhỏ cũng không phải là điều quan trọng lắm. Dù có công suất là 85W vẫn khá cao so với các dòng máy vắt cam sử dụng trong gia đình, nhưng mà Lock & Lock thì vẫn khuyên chúng ta nên sử dụng chiếc máy này với mục đích là dùng cho gia đình thôi nhé. Do không như các loại máy vắt cam công nghiệp mà các cô chú bán nước cam ở ngoài vẫn thường hay dùng, chiếc máy vắt cam này không được thiết kế để chịu được lượng tải liên tục. Nhà sản xuất khuyến cáo cứ sau mỗi lần vắt 15 giây thì chúng ta nên để cho máy nghỉ 15 giây. Và nếu như mà lượng cam nhiều thì cứ sau 10 lần vắt và ngưng như vậy, chúng ta nên tắt cho máy dừng hẳn trong thời gian là 30 phút để động cơ được hoạt động tốt và bền bỉ hơn. Tất cả các bộ phận có tiếp xúc với nước cam chúng ta đều có thể tháo ra để vệ sinh bằng nước.
Còn phần thân máy thì mình có thể dùng khăn ẩm để lau sơ qua. Với công suất cũng khá cao nên chiếc máy vắt cam này có thể sử dụng ở trong một gia đình lớn có từ 5 đến 6 thành viên. Kích thước nhỏ gọn nên khi đặt để trên bếp thì cũng sẽ không tốn quá nhiều không gian, rất phù hợp cho mục đích sử dụng trong gia đình. Thêm nữa, máy được trang bị cần gạt đòn bẩy giúp tiết kiệm tối đa sức lực khi vắt. Nên với những nhà nào hay dùng các loại nước cam, nước chanh thì khi sở hữu chiếc máy vắt cam này của Lock & Lock, mình sẽ bye bye đi cái cảnh phải ra sức vắt cam rồi lựa hạt. Và đó là những trải nghiệm của Quỳnh về chiếc máy vắt cam này của Lock & Lock. Các bạn thấy sản phẩm ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận phía dưới cho Quỳnh được biết nhé. Giá và thông tin chi tiết của sản phẩm Quỳnh cũng sẽ để ở trong phần mô tả cho cả nhà tham khảo luôn. Còn video ngày hôm nay thì đến đây thôi. Trước khi rời đi, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ cho Quỳnh cũng như là kênh YouTube Điện Máy Xanh nhé. Bye bye!